Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ xin được giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của công ty Vivocom Hàn Quốc. Đó là kem CC Cream được sản xuất bên Hàn Quốc. Đây là một loại sản phẩm kem CC Cream rất là tốt, khác với các loại sản phẩm của CC Cream của các công ty khác. Đó là khi chúng ta thoa lên mặt chúng ta một lớp mỏng đi ra ngoài đường, nắng hay là nóng, mồ hôi của chúng ta ra thì kem CC Cream cũng không bị trôi và chúng ta bị khẩu trang nó cũng sẽ không bị dính ra khẩu trang. Nó cũng có rất là công dụng, nó là chống nắng và cũng thay thế cho các bước make up của chúng ta rất là tốt. Khi chúng ta make up thì rất là nhiều là phấn nốt, là phấn nền. Nhưng đối với CC Cream thì chúng ta chỉ cần thoa một lớp mỏng lên da của chúng ta và chúng ta tô thêm một tí son, nó cũng rất là đẹp và làm cho gương mặt của chúng ta có thể sáng và rạng ngời hơn. Nó cũng chống được nắng. Khi mà chúng ta thoa kem CC Cream của công ty Vivocom được sản xuất bên Hàn Quốc, nó có nó được thịnh hành rất là nhiều trên trên bên Việt Nam của chúng ta và cũng như bên Thái Lan, được rất là nhiều giới trẻ ưa chuộng. Vậy sau đây tôi sẽ xin được hướng dẫn các bạn cách sử dụng về kem CC Cream của công ty Vivocom được sản xuất bên Hàn Quốc. Vậy sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Và các bạn chờ tôi một chút. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kem CC Cream. Các bạn xoay nắp ra và chúng ta sẽ bóp một lượng vừa đủ ra tay, và sau đó chúng ta sẽ chấm đều lên hai bên má trước. Và bây giờ chúng ta sẽ vỗ nhẹ để cho sản phẩm của chúng ta có thể thẩm thấu trên da. Và tôi đã sử dụng xong, đó là thoa đều lên mặt một lớp mỏng, rất là mỏng. Các bạn có thấy khác không? Rất là trắng và hồng. Và khi chúng ta thoa đến đâu là nó sẽ không bị kết dính và nó sẽ rất là khô ráo.